con chỉ ông nội học tiếng Anh. Ông nội đọc hoài, ông nội không được, ông nội cứ đọc là Your name is what? Your name is what là cái gì vậy trời? Your name is what? Your name is what? Không được, thằng Minh thì rất nguy hiểm. Anh, một hồi ăn xong chở qua phòng khám nha. Ok. Hay là mình vượt qua ngắn. My name is Benham. I like watching TV. Rồi đi, bà ồn ào quá. Tôi đang học mà. Học gì? Học như nó đủ à? Ừ ha. Hai mình cũng học giống như bà. Bây giờ mà bắt đầu học thì tới ngày đi cũng sẽ nói được mấy câu thông dụng mà. Như vậy đỡ mất mặt hơn. Ủa? Mẹ, mực xào còn không? Không, last night con ăn hết rồi. Hay là mình kêu thằng Hạnh nó dạy ta? Tôi nghe ba cười lắm. Cười gì vậy? Ba nói gì không? Dạy ba tiếng Anh, ba nói là Your name is what? Your name is what? Ba đi chơi. Không được. Tuyệt đối không được. Dạ. Cả nhà mới đi học về. Ăn cơm luôn hả con? Dạ. Tôi ăn cơm. Dạ nói. Hay là nhà thằng Minh? Cả nhà ơi, bắt người lắm. Sao? Con chỉ ông nội học tiếng Anh. Ông nội đọc hoài. Ông nội không được. Ông nội cứ đọc là Your name is what? Không được, thằng Minh thì rất nguy hiểm. Anh, một hồi ăn xong chở qua phòng khám nha. Ok. Hay là mình vượt qua ngắn. Biết tiếng Anh. Trời ơi, con chỉ ba tiếng Anh mà ba nói là Y what your name? Trời ơi, trời ơi, y what your name? Cũng không được, con dâu này cũng ghê gớm lắm. Ông sao vậy? Không có gì. Người nào ghé đâu quả người đó phải gánh chịu. Trăm rưỡi. Em đi về trường nha thầy. Đứng lại. Lên xe trở về trường. Thôi được rồi, em đi bộ được rồi thầy. Đừng đó. Lên xe. Dạ, chú gọi con. Chiều nay chú có mấy bệnh nhân vậy? Dạ, không có bệnh nhân nào hết đó chú. Tôi nói vậy thì mới chịu được hay sao? Con xin lỗi nhưng mà thật sự là vậy mà. Chú. Ừ. Chú đừng giận nữa. Chú đang coi gì vậy? Ý chú đang học tiếng Anh hả? Chú, con cũng mới đăng ký học IELTS nè. Nhưng mà con làm bài test xong cái nó thảy con qua cái lớp cơ bản á. Xấu hổ chết luôn, toàn học với mấy đứa nhí gì không. Test là gì? Test là kiểm tra chú. Chứ không phải là test, người ta đọc là test.
là cái bài kiểm tra trình độ trước khi mình bắt đầu học một cái lớp mới á. Ủa mà chú giỏi tiếng Anh lắm mà. Đi ra ngoài đi. Mình đi tép ở quên tép giống nó chắc nhục. Nè chú ơi, có bệnh nhân ruột tìm chú nè. Dạ, cho vô liền đi. Dạ con chào bác. Ô, cô giáo. Cô thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm? À, tiếng Anh con nhớ là ngày xưa con thi TOEIC là được 820 điểm. 820? Dạ. 820 là giỏi quá rồi. Khiêm tốn quá à. Dạ. Nè cô có thể dạy cho tôi nói tiếng Anh được không? Để giao tiếp thôi. Cái gì tôi sắp đi Campuchia du lịch, muốn có vài tiếng Anh để nói với người ta. À, thật ra hay là con đưa cho bác mấy cuốn mà từ điển mà dạy tiếng Anh cấp tốc nha. Tại vì con cũng là giáo viên dạy văn á, cho nên là thôi để con gửi cho bác mấy cuốn dạy tiếng Anh cấp tốc. Em cảm ơn thầy nha. Ngày mai học xong ở lại trường tập với tôi nghe chưa? Ủa sao bữa nay thầy quan tâm em dữ vậy? Em là học sinh của tôi là chủ nhiệm của em, đương nhiên phải quan tâm em chứ. Cảm ơn thầy, nhưng mà em thấy không có cần thiết đâu. Cái con bé này sắp tới hội thi của trường rồi đó, mục tiêu đặt ra ít nhất phải giành một giải, hiểu chưa? Em không có thích thể thao, thầy cứ bắt em thi hoài à. Cái con bé này học hành thì đã yếu rồi, ít ra phải có môn gì để bù lại đó chứ. Không tính vào đại học hả? Mục tiêu của em đâu phải học đại học đâu, em thích gì thì em làm đó thôi à. Mà thầy đừng có quan tâm em nữa thầy nha. Không nói nhiều, ngày mai học xong rồi lại trường cho tôi. Bà Yumi nè. Dạ. Ba em đi Thái Lan về chưa vậy? Dạ chưa. Mà thầy hỏi ba em làm gì vậy? Ba em không có gì đâu nha thầy. Thầy đừng nghĩ ba em là gì hết nha thầy. Nha thầy. Thì có gì đâu, thầy chỉ hỏi thăm thôi. Cái con bé này làm gì mà dữ vậy? Vậy nha. Tao có đặt trưng số thử coi. À đi thử coi, nhẹ nhẹ thôi. À, thấy đỡ không? Dạ, đỡ hơn rồi bác. Thiệt hen. Dạ, cũng cảm ơn bác. À. Ủa, Mận, gì đó con? Dạ. Ủa, cô Hiền. Ừ. Không? Mẹ ăn nhờ nội ký mấy này. À, thằng. Dạ. Ủa, cô, chân cô bị gì vậy? À, bác mới khám rồi chăm cứu cho cô á mà. Cô bị té nữa đúng không? Hả? Em nhìn là em biết liền mà. Em nói với cô rồi, cô đi đứng phải cẩn thận chứ. Cô đúng là hậu đậu mà. Cô lại đây ngồi xuống nghỉ mà chút xíu. Cái đi. Gì vậy? Sao ăn nói với cô gì kỳ với con? Dạ không sao đâu bác. Bình thường con với Mận cũng nói chuyện thân thiết với nhau vậy rồi. Không có sao đâu bác. À. Cô đỡ đau chưa? Ừ, được rồi, không sao. Ô Mẫn, em làm bài tập về nhà hết chưa? chưa làm. Hay quá ha, chưa làm mà làm gì vui dữ vậy? Thì phải vui chứ, lỡ mất công rồi bị cô quýnh sao? À cô, sẵn em hỏi chút xíu. Em đi nghe mấy cái bảng của mấy công ty đó cô. Ừ. Em thấy cái chữ gì mà gì LTDCO gì á, nghĩa là gì vậy cô? LTDCO. À, có phải là em thấy là co.ltd đúng không? Đúng rồi cô. Cái đó là một chữ viết tắt của cụm từ mà mình dịch ra tiếng Việt có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ ltd á là limited, là của giới hạn đó, em biết không? À, còn từ co là viết tắt của từ computer đúng không cô? Không phải. Cơm bát. Không. Company đúng không cô? Đúng rồi đó mà. Giỏi quá à. Đúng rồi đó. Dạ em cảm ơn cô. Cái thằng dốt này có nhiêu đó cũng không biết. Ngu như bò giỏi cái gì. Nè nhớ làm bài tập đi đó nha. Dạ rồi. Ừ. Rồi em về nha. Ừ. Rồi đây nè.
Em về cho mẹ đi. Dạ. Con cảm ơn nội nha, nội em về. Cô em đi. Ừ, bye bye em. Dạ rồi. Dạ thưa bác, con về luôn nha bác. Khoan, cô ngồi đó đi. Tôi có chuyện nói cô một chút. Dạ. Nè, cô Hiền. Dạ. Tôi thấy cô giỏi tiếng Anh lắm phải không? À, dạ, cũng chút đỉnh đủ xài thôi à bác. Có, cô nói hay lắm mà. Nè, cô thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm? À, tiếng Anh, con nhớ là ngày xưa con thi TOEIC là được 820 điểm. 820? Dạ. 820 là giỏi quá rồi. Khiêm tốn quá à. Dạ. Nè cô có thể dạy cho tôi nói tiếng Anh được không? Để giao tiếp thôi. Cái gì tôi sắp đi Campuchia du lịch, muốn có vài tiếng Anh để nói với người ta. À, thật ra hay là con đưa cho bác mấy cuốn mà từ điển mà dạy tiếng Anh cấp tốc nha. Tại vì con cũng là giáo viên dạy văn á, cho nên là thôi để con gửi cho bác mấy cuốn dạy tiếng Anh cấp tốc nha bác. Thôi tôi thích cô trực tiếp dạy gì nè, học cho nó nhanh hơn thôi. Nhưng mà tại thôi nếu cô thấy không tiện là thôi. Thôi. Dạ không, ý con không phải vậy. À, ý không phải vậy có nghĩa là cô đã nhận lời dạy tôi rồi chứ gì. Nhưng đây à, bí mật nha, đừng cho ai biết hết trơn trọi nha, kể cả Mẫn luôn nha. À...